Xin kính chào các bạn. Hôm nay ta sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn để hát một bài hát rất là hay và rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là bài Còn Tuổi Nào Cho Em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học đệm bài hát này các bạn nhé. Trước khi học đệm bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài hát này. Tại sao khi chia sẻ các đệm các bài hát, Tèo luôn luôn là chia sẻ cái cấu trúc của bài? Vì chúng ta biết được cái cấu trúc của bài thì chúng ta mới ra kế hoạch. Cái đoạn này mình làm cái gì, đoạn kia mình làm cái gì, thì trong đầu mình mới lên kế hoạch cái bản hòa âm phối khí của mình cho bài đó nó mới hay các bạn ha. Chứ mình không biết cái bài nó cấu trúc như thế nào, mình vô mình đệm một cách loạn xạ lên, đoạn này cũng giống đoạn này, đoạn này cũng giống đoạn này, thì bài đệm của mình nó không có hay và không được chuyên nghiệp các bạn. Mình cũng cần phải tìm hiểu về hình thức và cấu trúc tác phẩm nha. Rồi bây giờ mình cùng tìm hiểu cấu trúc của bài hát này nè. Bài Còn Tuổi Nào Cho Em được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác hình thức là ba đoạn đơn. Ở đoạn A chúng ta sẽ là đoạn mở đầu, mình có đoạn sẽ lặp lại đoạn A1, A2. Hai đoạn này nó giống nhau cái về cái cấu trúc âm nhạc các bạn. Rồi đoạn B đoạn cao trào sôi nổi. Rồi đoạn A phẩy, đoạn A phẩy này là phần tái hiện của đoạn A2 thôi các bạn, nó giống hệt đoạn A2 á. Rồi phần intro và ending thì luôn luôn có một bài hát tèo soạn ở mức độ dễ tập để các bạn bước đầu có cái tài liệu mình cơ sở mình tập luyện nó hơi tạo hứng thú các bạn ha. Rồi, tông nam của bài này sẽ là tông mi thứ, còn tông nữ các bạn sẽ đệm ở tông si thứ. Ở trong phạm vi clip này, Tèo chia sẻ các bạn đệm ở tông la thứ để bước đầu giúp cho các bạn dễ tập luyện các bạn ha. Rồi khi đệm thì nhớ đệm đúng tông nhé. Rồi chúng ta cùng điểm sơ qua các cái mẫu đệm để mình áp dụng cho trong bài này. Bài này chúng ta sẽ đệm ở điệu slow rock. Với điệu slow rock, Tèo có làm một cái clip chia sẻ các bạn rất nhiều mẫu đệm ở điệu slow rock, nhưng trong phạm vi cái bài này Tèo chia sẻ các bạn hai mẫu đệm thôi để mình áp dụng cho bài. Các bạn quan sát dòng nhạc nhé. Rồi các bạn quan sát dòng nhạc. Mẫu đệm thơ số 1 chúng ta rất đơn giản, các bạn chỉ việc lấy tiếng E piano hoặc tiếng piano, các bạn chỉ việc chập theo cái ô nhịp 6-8. Ví dụ như các bạn ô nhịp 6-8 sẽ có 6 phát trầm ô nhịp. Điệu slow rock các bạn, mình nghe thử điệu slow rock nha. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1. Thì các bạn sẽ chập ngay phách số 1. Chập cái hợp âm, bạn chập thế đảo cũng được hoặc thế nguyên vị cũng được, tùy các bạn thôi. Bấm làm sao mà âm thanh đừng quá cao, đừng quá thấp. Bấm làm sao cho nó hòa quyện với cái riff trống của mình các bạn nha, chọn cái âm vực cái quãng cho nó phù hợp. Rồi ở đây tại ví dụ tôi bấm mì la đố nha. Rồi tôi sẽ bấm nha, phách số 1 tôi bấm xuống. 1 2 3 4 5 6, mình sẽ bấm ngay phách số 1 và phách số 4, tức là ngay cái tập và cái tác của cái điệu trống điệu slow rock, các bạn đếm thử nha. Tập tác tập tác tập tác tập tác tập đó các bạn, cứ chu kỳ cái tập và cái tác như vậy là hết ô nhịp 6-8, các bạn dễ nhớ dễ tính nha. Cứ cái tập tác như vậy là được, mình sẽ chập hợp âm ngay cái tập và cái tác đó. Tập tác tập tắt. À, cứ vậy là mình xong ổ nhịp các bạn. Rồi mình di chuyển hợp âm thì tương tự, mình qua hợp âm khác là mình chuyển hợp âm thôi. Tập tắt tập tắt tập tắt tập tắt. Cứ như vậy các bạn nha. Như vậy các bạn sẽ dễ hình dung được cái nhịp 6-8 hơn. Rồi, đó là mẫu đệm số 1, giờ mình thử luôn nha. Vô thử nè. Dễ bạn ha, quá đơn giản, cái mẫu đệm hết sức đơn giản, chỉ chập âm thôi. Rồi chúng ta qua mẫu đệm số 2, bạn quan sát mẫu đệm số 2 nha. Mẫu đệm số 2 này các bạn có thể dùng tiếng piano hoặc là tiếng guitar điện để mình rải cái mẫu đệm này cũng được. Ví dụ mình có hợp âm la thứ nè, mình sẽ rải là, đô, mi và lá, mình xếp ngón vô 1, 2, 3 và 5. Cứ rải lên rồi rải xuống, mình rải theo nhịp 6-8 luôn các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đi lên rồi đi xuống ngược lại tới ngón trỏ này là hết một chu kỳ, là hết một ô nhịp đó, 6-8 đó. Bắt đầu mình sẽ kéo ngón cái, mình di chuyển hợp âm qua âm tiếp theo. Như vậy các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chuyển 2, 3, 4, 5, 6, chuyển 2, 3,
4, 5, 6 chuyển, 2, 3, 4, 5, 6 chuyển. Mình nghĩ là hai cái mẫu đệm này hình như là bạn nào học đàn cũng đều đệm được. Nó rất là đơn giản, giờ thử luôn các bạn nha. Rồi chuyển thấp con các bạn nha. Dễ các bạn ha, rất đơn giản mà. Nếu như một ô nhịp mà hai hợp âm thì các bạn cứ chập rải như sau. Phách 1, 2, 3 các bạn rải hợp âm này, rồi phách 4, 5, 6 bạn chuyển hợp âm kia. Nếu mà một ô nhịp tới hai hợp âm thì mình giải quyết như vậy. Giờ có ô nhịp dụ như la thứ và son trưởng ha, thì mình rải la là đô mi nè. Là 1, 2, 3, rồi mình chuyển qua son trưởng 4, 5, 6. Vậy thôi là hết ô nhịp, đơn giản mà các bạn. Ok bạn nhé, đó là một cách mình xử lý một ô nhịp và hai hợp âm. Rồi bây giờ mình cùng điểm sơ qua các cái nhạc cụ mình sử dụng trong bài này. Đầu tiên đó là tiếng string. Rồi tiếp theo đó là tiếng guitar điện. Tiếp theo đó là tiếng air piano. Rồi tiếp theo đó là tiếng guitar nylon. Tiếp theo đó là tiếng violon. Rồi tiếp theo đó là tiếng trống. Để khi các bạn muốn báo chúng tay rời tạo hiệu ứng cho giống ban nhạc đánh, mình lấy tiếng trống và mình báo. Ngoài ra các bạn sử dụng thêm tính năng multibass. Hầu như bạn nào đệm đàn theo kinh của cụ Tèo thì không thể nào mà thiếu được cái multibass các bạn ha. Nó làm cho các bạn cái grip trống mình nghe đầy hơn. Với điệu slow rock này các bạn sẽ chọn cho mình cái bộ multibass là E.Guitar 68. Hình như bạn nào cũng từng biết cái multibass này rồi, mình nghe thử hiệu ứng đó nè. Đó, chúng ta khi mở grip trống lên các bạn sẽ trộn cái multibass này vô cái grip trống nghe đầy đặn hơn. Có một cái guitar đang rải phụ họa cho mình, nó mẫu đệm rất là quá tiện lợi các bạn ha. Đó là cái phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng đến với bài Còn tuổi nào cho em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng ta cùng học đệm phần intro. Các bạn quan sát dòng nhạc intro bài này là Tèo soạn hết sức đơn giản luôn để các bạn dễ tập. Chúng ta sẽ tập bằng câu trên, mình tập bằng tiếng guitar nylon, rồi cuối câu đó bắt đầu các bạn có chữ violon không? Bắt đầu mình sẽ đổi qua tiếng violon và đánh cái dòng dưới là xong. Bây giờ mình tập cái câu câu guitar nylon chứ các bạn nhé. Rồi, lúc tập các bạn đừng có tập bằng tiếng nó luôn nhức đầu lắm, mình lấy tiếng piano mình tập trước. Rồi mình tập như sau. Chúng ta sẽ lấy đà từ phách số 4, 4 5 6 1 vô các bạn nhé. Mi rê mi đố. Mi là ngón cái nè, nốt rê thăng nè, ngón trỏ. Mi, rê, mi, đố. Nốt đố đó mình vô, nó út các bạn nhé. Mình làm lại. Mi, rê, mi, đố. Hai. Mình sẽ kéo dài nốt đố này qua ô nhịp tiếp theo luôn các bạn nhé. Mi, rê, mi, đố. Mi, rê, mi, si. Quá dễ bạn ha, tiếp tục luôn. Mi, rê, mi, si. Hai cái câu này quá đơn giản này. Mi, rê thăng, rê, mi, đố. Rồi mình kéo dài qua ô nhịp tiếp theo luôn. Rồi mình đánh tiếp. Mi, rê, mi, si. Tiếp tục qua nhịp tiếp theo, kéo dài qua nhịp tiếp theo luôn, đánh tiếp. Mi, rê, mi, lá. Chuyển ngón út xuống. Lá, son, fa, mi, rê, mi. Quá dễ bạn ha. Nói chung câu guitar nylon này hết sức đơn giản. Ngón cũng dễ, không cần không có phức tạp lắm. Bây giờ mình làm lại nha. Mi, rê, mi, đô. Kéo dài ô nhịp tiếp theo luôn. Mi, rê, mi, si. Kéo dài ô nhịp tiếp theo luôn. Mi, rê, mi, la. La, son, fa, mi, rê, mi. Nốt mi mình kéo dài qua nhịp tiếp theo luôn là xong. Bây giờ mình sẽ tập ghép hợp âm các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị hợp âm la thứ. Mi, rê, mi, đô. Đô rồi mình vô la thứ. Rồi sau đó mình qua ô nhịp tiếp theo, mình lót hợp âm son thăng đêm cái mình đánh tiếp. Son đêm bạn bấm cho mình, son thăng, si, rê. Rồi mình đánh tiếp. Để hợp âm xuống đánh. Đó, mi, rê, mi, si. Nốt si thì mình sẽ qua hợp âm son trưởng. Rồi sau đó qua nhịp tiếp theo mình để hợp âm cái bùm xuống cái đánh tiếp. Để pha thăng đêm xuống cái đánh tiếp. Rồi đánh tiếp. Mi, rê, mi, la. La thì mình sẽ qua hợp âm pha trưởng. Tiếp tục. La, son. Nốt son thì mình sẽ qua hợp âm son trưởng. Fa, mi, rê, mi. Nốt mi thì mình vô hợp âm đô trưởng. Rồi sau đó mình để âm mi 7 xuống cái đánh tiếp. Là hết dòng trên. Lúc đó mình đổi tiếng violon đánh dòng dưới. Các bạn thấy dễ không?
bây giờ mình sẽ đánh và không nói để các bạn quan sát thật kỹ nha. Xong, bây giờ mình sau khi tập đó quen tay như vậy, hai tay như vậy rồi, bắt đầu mình vô trống đánh thử. Các bạn nhớ intro này mình đánh ở cái phiêu trống là đừng có tiếng kích trống các bạn nhé, cho nó êm dịu thôi. Chuẩn bị nha, báo trống mới vô coi. Vô nè. Rồi lót mi 7 cái tiếp. Dễ bạn, quá đơn giản hàng lần nữa nha. Để bấm nè. Để bấm trước đến sau nè. Lót 17 cái. Rồi. Đổi tiếng violon xuống dòng dưới. Dễ bạn, quá đơn giản ha. Đơn giản chứ đang giỡn. Rồi mình tiếp tục luôn. Bắt đầu mình xuống dòng đổi tiếng violon. Bắt đầu mình tập câu violon nè. Còn ba nốt ở trên đó các bạn, nốt ba nốt ở trên cái chữ violon màu tím tím đó. Rê đồ rê, bạn sử dụng ngón cái, nốt đô thăng, ngón trỏ. Rê đồ rê son, rê đồ rê son. Nốt son là mình sẽ xuống dòng dưới, đầu dòng dưới chỗ rê thứ đó các bạn, đầu dòng dòng phía dưới đó. Rê đồ rê son fa si. Đơn giản các bạn, nó không có gì cao siêu cả. Rê đô rê son fa si. Xong, tiếp tục. Mình tiếp tục nốt si là ngón cái. Mình tiếp tục si là la thăng các bạn nhé. Mình sử dụng ngón cái trỏ vô. Si là si fa mi la. Rồi tập tới đây thôi các bạn nha. Mình sẽ chuyển cho mình hợp âm rê thứ. Mình xuống dòng dưới nè. Rê đô rê son. Son là mình hợp âm rê thứ. Fa si. Si là mình có hợp qua âm si đêm. Tiếp tục. Si là si fa. Fa mình sẽ về âm la thứ. Rồi mi là nốt la này các bạn sẽ xuống âm fa thăng thứ 7 giáng 5. Các bạn bấm giùm mình là fa thăng nè, la nè, đô nè và mi nè, sẽ ra âm fa thứ 7 giáng 5. Không gì cao siêu đâu các bạn ơi, bấm riết quen tay thôi. Rồi đó là mình được một vế nửa câu của dòng dưới đó các bạn. Quá đơn giản phải không? Mình tiếp tục các bạn nha. Rồi ngón cái của mình đang nốt la nè, tiếp tục. La son, son thăng mình sử dụng ngón trỏ vô. La son la rê. Rê ngón áp út các bạn nha. La son la rê. Đô si, si mi, son la, son thăng nha. Làm lại. La son la rê y, đô si, si mi. Rồi, tốt son cái ngón trỏ qua. Son la hết. Bây giờ rồi sau đó mình bấm nút tutti, bấm nút phiêu trống và bấm nút sin top và mình đánh cái câu tutti này. Rê đô si là hết, lúc đó ca sĩ sẽ vào hát. Bây giờ mình sẽ ghép cái đoạn này nha. La son la rê, rê mình sẽ vô âm rê thứ. Rồi, đô si mình qua mi 7. Si mi son la về la thứ, rồi bấm nút báo trống, bấm nút sin top và đánh câu này. Rê đô si là hai tay luôn. Xong intro, bây giờ mình sẽ ghép cả dòng dưới bằng quan sát thật kỹ nha. Xong, bây giờ mình sau khi hai tay mình đã tập, nó nhuyễn như vậy rồi, chúng ta mới bắt đầu đổi tiếng và vô trống đánh thử nha bạn nha. Rồi chuẩn bị nè. Quá đơn giản không các bạn? Mình là xong intro rồi đó. Nhớ bạn nhớ báo trống nhẹ cái, bấm xin top và dành câu này. Rê đô si la nha. Ta ra 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 ra. Rồi các bạn, đơn giản. Bây giờ mình sẽ nối cả intro này bạn quan sát thật kỹ nha. Rồi đầu tiên cho trống nó bấm nút chấp nháy cho trống nó báo một cái rồi mới vô. Chuẩn bị tiếng guitar nylon nè. Thank you.
gái nổi tiếng. Dễ bạn, quá đơn giản ha. Như vậy là mình tập xong được đoạn intro đó bạn ơi. Nhớ báo trống cái rồi dành cái câu nhỏ đó. Để đồ xì là dành hai tay luôn. Rồi ngưng lại ca sĩ cho vào hát. Tuổi nào như là vàng úa chiều nay. Chữ này bắt đầu mình vô. Như vậy mình đẹp xong đoạn intro. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc ở đoạn A1 của bài hát. Lúc này chúng ta sẽ đệm ở cái phiêu trống, đừng có tiếng kít trống nha các bạn, để mình tạo màu sắc. Rồi lúc nào mình sẽ đổi bằng, các bạn thấy tuổi nào như là vàng úa chiều nay, bắt đầu chữ nay đó mình vô âm la thứ. Rồi sau đó mình sẽ có câu đệm. Mì đô si la si mì, mì đô si, các bạn sẽ vô hợp âm son thăng đêm. Rồi la si mì, mình sẽ vô hợp âm son trưởng. Quá đơn giản bạn ha. Tuổi nào như là vàng úa chiều nay. Quá đơn giản bạn, tiếp tục. Tụi nào ngồi hát, chữ hát mình qua âm la trưởng. Mây bay ngang trời, chữ trời đó mình qua âm rê thứ. Đổi đầu mình đệm câu này. Lá rê đô thăng. Rồi tiếp tục. Lá đô thăng, đô bình. Lá rê đô thăng. Lá đô thăng, đô bình. Là xong, bắt đầu thử bạn nha. Mây bay ngang trời, chữ trời mình qua âm rê thứ nè. Dòng trên đó bắt đầu đánh câu này. Nốt đô thăng là mình sẽ qua âm đô thăng đêm. Đô đêm các bạn bấm nè, đô thăng nè, mi nè, son nè, không gì có xíu bạn ơi, bấm rất quen tay à. Rồi. Tiếp tục. Nốt xuống nốt đô bình là mình về đô trưởng lại thôi, quá đơn giản rồi. Tiếp tục. Rồi mình đầu mình đổi cái tiếng E piano và mình đánh tiếp tục. Tay măng đó, măng mình qua hợp âm si đêm. Đổi tiếng E piano mình chập thôi. Tay măng ra tên vùng tóc. Lúc đó chỉ tóc, bắt đầu mình xuống dòng dưới. Bây giờ mình đệm dòng trên, bạn quan sát thật kỹ nha. Chuẩn bị tiếng guitar ni lông để mình đệm nha. Tuổi nào ta 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 ta. Dễ các bạn, đó mình đệm hai câu đó vậy đó là mình xong được cái dòng trên rồi đó. Bắt đầu tiếp tục. Tới cái tay măng, mình đổi tiếng E piano lại, mình đi học MC đêm. Tay măng, cuối dòng trên còn ô nhịp á. Tay măng, mình chập đơn giản thôi. Tay măng ta ra vùng tóc. Lúc nãy các bạn thấy chữ tóc không? Ngay cái ô nhịp chồng phía dưới, đầu ô nhịp phía dưới có chữ mẫu đệm số 1. Lúc nào mình sẽ áp dụng cái mẫu đệm số 1 cho nguyên cái dòng này luôn. Rồi sau đó đến cuối dòng mình mới đổi tiếng các bạn nhé. Đổi tiếng guitar ni lông, nguyên dòng đó mình đệm mẫu đệm số 1. Lấy tiếng E piano chập vùng tóc là gì đó. Lúc đó ô nhịp nó có hai âm thì như hồi nãy mình nói đó, mình sẽ xử lý nó. La mình bấm một cái 1 2 3 rồi phách 4 5 6 cái chữ tắt đó, tập tắt đó. Mình bấm qua son trưởng. Rồi bao nhiêu mình qua âm pha trưởng, mình chập cái mẫu đệm số 1 của mình hồi nãy. Vừa tuổi mình qua âm 17 tuổi nào. Rồi tuổi nào, chữ nào mình về la thứ lại. Tiếng qua son trưởng, mình cứ chập mẫu đệm số 1 thôi. Gió heo mày, mình về đô trưởng. Rồi lúc đó mình đổi tiếng guitar ni lông, mình bấm nút xin tốp và bấm nút báo trống, bấm nút xin tốp và mình đánh câu này. Rê thăng, mi và mình ngưng lại luôn. Ca sĩ sẽ tiếp tục. Tuổi nào như thoáng vươn uốn trời vai. Lúc đó sẽ tiếp tục qua đoạn A2. Bây giờ mình đệm cái dòng phía dưới, bạn quan sát thật kỹ nha. Lấy tiếng E piano chập thôi, không gì cao siêu cả. Tay măng ta ra ta 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 ra ra ta ra ta ta ra ra thành tiếng nè. Gió heo mày bạn rõ ràng là lúc đó mình bấm nút xin tốp nè. Đổi tiếng nè, mình đánh câu này. Rê thăng mi, mình báo trống qua cái phiêu B, các bạn cho cái kít trống vô nha. Rồi mình đánh câu này là xong. Bạn thấy dễ không? Quá đơn giản bạn ha. Như vậy mình đã đệm xong đoạn A1 đó bạn. Ở trên có hai câu đệm thôi, xuống dòng dưới đi mẫu đệm, rồi sau đó cuối câu đánh câu này. Xong, rê thăng mi. Như vậy đệm xong A1 các bạn ha. Bây giờ mình qua đoạn A2 của bài hát.
Các bạn quan sát dòng nhạc ở đoạn A2 này, lúc nào mình đệm cũng tương tự như vậy, nhưng mà mình vô cái phiêu trống, có tiếng kích trống, và mình đổi cái tiếng bằng cái tiếng string mình đệm thôi. Ví dụ như tuổi nào như ra vang úa đầy vai, chữ vai mình vô la thứ. Rồi tiếp tục cái mình đánh đệm câu này: mì đô si la si mì, mì đô si. Nốt đố mình kéo dài nhưng mà nốt si mình ngắt liền. Mì đô si la si mì, dễ mà các bạn ha. Bắt đầu mình đệm hợp âm nè, đầy vai vô la thứ nè. Mì đố, nốt đố mình qua âm son thăng đêm. La si mì, nốt mi mình xuống âm son trưởng. Tiếp tục đờ đờ đờ, dấu, chữ dấu mình qua âm la trưởng. Đó, mình đổi tiếng E biên âm chập. Dấu mây bay ngang trời, trời mình qua âm rê thứ. Mình tiếp tục lấy tiếng string và mình đệm câu này: rê rê đô si là si đố. Rê rê, nốt rê mình kéo dài ra. Rê rê đô, nốt đô mình nhắc liền. Rê rê đô si là si đố. Đó, nốt si đố tiếp theo mình đánh nốt si kéo dài ra. Si đố, nốt đố ngắt liền. Rồi mình đi vào chỗ này, ngang trời xuống đề thứ. Rê rê, nốt rê trên này mình sẽ vô âm đô thăng đêm. Rê đô si là si, nốt si này mình sẽ qua âm đô trưởng. Rồi đố một cái, hết. Thế dễ các bạn, dùm đệm thử các bạn ha. Ta ra ta ta ra ta 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 ra ra ta ra 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 ra. Ta ra, dễ các bạn, quá đơn giản ha. Rồi xong rồi đó, bắt đầu tài cho vậy đó, chỉ cho mình qua bấm si rim đó, mình đổi tiếng e piano, mình đổi tiếng guitar ni lông và đổi tiếng guitar điện chứ, và mình rải cái mẫu đệm số 2. Bạn thấy ở đầu dòng phía dưới nó có chữ mẫu đệm số 2 không? Đó, xin cho mình qua CD mình rải. Còn mút dài chữ mút mình xuống hợp âm dòng dưới đó, bắt đầu mình rải mẫu đệm số 2 la thứ. Một ô nhịp hai hợp âm thì mình giải quyết như hồi nãy là đô mi son si rê, mình chuyển liền các bạn nhé. Xin cho qua pha chữ mình rải mẫu đệm số 2 nãy. Chữ tuổi qua mi 7, rải mẫu đệm hết dòng dưới luôn. Tuổi nào về la thứ, lang thang thành phố qua son trưởng. Tóc mây cài đồng về la thứ, mình đổi tiếng string và mình đánh câu này: si đố si là hết. Còn thấy dễ không? Lúc đó mình báo trống qua phiêu sôi nổi, mình bấm nút xin top và mình dành cái chữ này: em xin tuổi nào. Mình dành nguyên hợp âm la trưởng luôn. Bây giờ mình đệm bạn nghe thử nha. Bắt đầu chỉ cho từ si đêm dòng trên bạn nha. Xin cho ta ra ta 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 ra ta ra. Chữ tuổi 17 nè, tuổi nào la thứ nè. Lang thang thành phố tóc mây cài, em xin tuổi nào. Bạn thấy dễ không? Đó, sau khi mình đánh si đố si là xong, tay mình rảnh rồi nè. Tay trái các bạn nè, la thứ xong rảnh rồi nè. Rảnh đâu làm gì đâu, bấm nút báo trống qua phiêu sôi nổi, bấm nút xin top. Đó, mình đợi nhịp và mình dành thôi. Em xin tuổi nào. Bắt đầu mình qua cái đoạn B. Các bạn thấy dễ không? Đa số các bạn đệm hát trên đàn organ á, là tay trái các bạn rất là ít sử dụng tới. Bấm âm cái giữ nguyên vậy luôn nè. Mình bấm cái mình buông ra, nếu bạn nó hợp âm nó dính trong đây nó nhớ rồi. Đó, bắt đầu mình thoải mái làm thao tác khác, bấm báo trống, bấm xin top, đổi tiếng gì đó. Tay trái mình sử dụng rất là nhiều các bạn nè, thao tác á. Các bạn để ý các bạn đệm của tẹo đi, tay trái xịt hút rất là nhiều, tay trái á, sử dụng rất là nhiều. Rồi đó, đoạn A2 mình đệm xong các bạn ha. Bây giờ mình cùng đến với đoạn B của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc ở đoạn B bài hát hết sức đơn giản các bạn ơi. Lúc này mình chỉ việc lấy tiếng string và mình đi nền theo nốt tẹo ý thôi. Em xin tuổi nào, chữ nào mình qua rê thứ đến nốt phà. Còn tuổi mình qua la thứ đến nốt mì. Nào cho nhau mình pha chữ đến nốt đố. Trời xanh la chữ đến nốt mí. Rồi đánh thêm nốt đô thăng nữa. Trong mắt em sâu qua rê thứ đến nốt rê. Rơi xuống mi thứ đến nốt mí. Tê lên giọt sầu về la thứ đến nốt là. Rồi tiếp tục câu này: si đố si là. Đánh thêm câu đó thôi. Nốt la này mình sẽ qua âm la trưởng để mình nối. Em xin tuổi nào. Để tiếp tục xuống dòng dưới. Bây giờ đệm dòng trên các bạn nhé. Em xin tuổi nào. Còn tuổi nào cho nhau. Trời xanh nè. Trong mắt em sâu nè.
rơi xuống nè. Quay quay tròn. Em xin tuổi nào. Bạn thấy dễ không? Quá đơn giản bạn ha. Rồi lúc đó dòng trên chữ em đó, để la chữ nó la xong đó, mình báo trống cái tiếp tục xuống dòng dưới cũng đoạn B nữa, cũng tương tự như vậy. Em xin tuổi nào, chữ nào mình rơi thứ đến phà nữa. Con tôi chữ tuổi cứ tiếp tục đến mê la thứ nốt mì. Đời hư vô, chữ vô mình đánh hợp âm pha chữ đến nốt đô. Bàn tay vẫn pha chữ nốt đô là mình vẫn giữ nguyên luôn. Che giấu lệ nhòa, nhòa qua mi 7 đến nốt xì. Ôi buồn, lúc đó mình đánh thành nốt của ca sĩ. La phà, mình ngưng lại ngay nốt phà đó. Ôi buồn, mình ngưng lại ngay pha chữ đó. Ôi buồn, tuổi nào ngồi khóc. Bắt đầu chữ khóc sẽ qua mi 7. Mình rải nhẹ cái rồi vô. Bây giờ đệm dòng dưới bằng quan sát thật kỹ nha. Dòng dưới nha. Em xin tôi dòng dưới nha. Còn tôi hư vô nè. Bàn tay pha chữ nè. Lề nhòa. Bạn thấy không? Mình dành ngay cái pha chưởng. Ôi buồn, tuổi nào ngôi khóc. Chữ khóc bắt đầu qua mi 7. Các bạn lấy tiếng e-piano mình chập ngay chữ khóc cũng được. Đã chập nhẹ nhàng vậy thôi. Hoặc các bạn lấy tiếng guitar rải cũng được. Tuổi nào ngôi khóc. Rải vậy cũng được. Hoặc là mình chập. Đã chập nhẹ nhàng như vậy thôi cũng được. Vang úa chiều thu. Bắt đầu qua dòng, qua đoạn A phẩy. A phẩy. Thấy dễ bạn ha. Quá đơn giản. Như vậy mình đã đệm xong được đoạn B. Bây giờ mình cùng qua đoạn A phẩy của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc ở đoạn A phẩy bài hát, mình đệm y chang y hệt y chát như đoạn A 2 nữa các bạn ơi. Tuổi nắng ơi không vang lá chiều thu xuống la thử xong. Cũng đánh câu đệm giống nãy. Mì đô si la si mì. Tương tự nãy thôi, hợp âm cũng tương tự. Mì đô mình vô son thăng đêm. Si la si mì xuống son trưởng. Nói chung đệm y hệt đoạn A 2 nãy. Rồi tiếp tục là ngồi kết. Ngay giờ kết qua la trưởng. Sương mù chữ mù qua rê thứ. Bắt đầu điểm tiếp tục. Rê rê đô. Si là si đô. Giống hệt y chang như câu nãy các bạn ha. Rê rê. Mình qua đô thăng đêm. Đô. Si là si. Nốt si thì mình sẽ qua âm đô trưởng. Rồi đô. Xong. Xin chân đó. Chân bắt đầu mình lấy tiếng guitar. Mình rải cái mẫu đệm số 2. Si đêm. Rồi. Từng phím bắt đầu mình xuống dòng dưới đó bạn. Bắt đầu sử dụng tiếp tục sử dụng mẫu đệm số 2 hết cái dòng này luôn. Cho mây vậy, mây rồi qua pha chưởng đánh nốt đánh rải mô đệm. Về áo, chiếc áo mình qua mi 7 tiếp tục rải mô đệm. Tuổi nào về la thứ rải la thứ mô đệm. Từng tháng qua son chưởng. Năm mong chờ về la thứ bắt đầu lấy tiếng trinh đánh câu si đô si la hết quá dễ bạn ơi. Bây giờ mình đệm dòng trên các bạn quan sát thật kỹ nha. Nó cũng giống như A2 thôi. Tuổi na ta ta ra ta chiều thu. Đó. Ngồi kết nha ra đông sương mù. Xong các bạn, đã dễ không? Tiếp tục. Bắt đầu tiếp tục, các bạn lấy tiếng guitar. Sau khi đệm hai câu string nó xong, các bạn lấy tiếng guitar vào mình rải mẫu đệm thôi. Chân là si đêm nè. Thiếm nè. Mây nè. Áo mi 7 nè. Nào nè. Từng tháng năm mong chờ. Xong các bạn thấy dễ không? Quá đơn giản. Như vậy mình đã đệm xong được đoạn A, đoạn B, đoạn A phẩy. Bây giờ đến đoạn giang tấu. Đoạn giang tấu các bạn có thể đánh lại cái melody của cái đoạn A1 để cho ca sĩ qua đoạn A2. Nó tùy cái ứng biến các bạn ha. Tùy theo ca sĩ họ hát như thế nào để mà mình ứng biến. Các bạn có thể lấy tiếng guitar nylon hay tiếng saxophone như thế mình đánh câu đó. Các bạn có thể lấy cái tiếng guitar nylon mình đánh cái giai điệu melody ấy, của cái A1 rồi sau đó báo trống cho ca sĩ qua đoạn A2. Đó tùy cái ứng biến các bạn ha, tùy theo cái bài phối của ca sĩ họ hát. Rồi, đó là phần giang tấu. Đến đoạn ending, cái phần ending các bạn có thể đánh lại cái câu intro ấy, nhưng mà đánh câu intro violon ấy, để mình kết bài luôn các bạn cho ngắn gọn. Hết bài, rất đơn giản phải không các bạn?
Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm hát bài Còn Tuổi Nào Cho Em, sáng tác rất nổi tiếng, rất hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các bạn hãy cố gắng tập luyện nhé. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới clip này, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì, các bạn cứ để lại tên bài hát, từ từ lần lượt Tèo sẽ soạn cách đệm và chia sẻ các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn Tèo một like với nha. Rồi bấm đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ xin kính chào nè. Và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.